Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trên kênh Jenny Cbiz. Ngày hôm nay hãy cùng với Jenny điểm lại những tin tức Hoa ngữ đáng chú ý trong tuần qua nhé. Nhân tử hay Tiêu Chiến mới là người khiến Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn bùng nổ. Bộ phim tình cảm đô thị hiện đại Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn với sự tham gia của Tiêu Chiến và Nhân tử đã lên sóng được hơn 10 ngày. Từ buổi phát sóng đầu tiên đến ngày đó đã cán mốc 500 triệu và bây giờ là tổng tỷ suất chiếu, khán giả đạt mức 2 tỷ. Bộ phim này đã hoàn toàn chứng minh được sức mạnh của riêng mình, đóng góp xếp hạng của Tiêu Chiến và Nhân tử chỉ kém hơn 5%. Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn là một tác phẩm phát triển câu chuyện với nam chính Cố Nguyệt và nữ chính Lâm Chi Hiệu. Nam chính là bác sĩ phẫu thuật, nữ chính là cello, sinh viên đại học. Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai người. Thực ra bối cảnh phim không phải là mới. Trong các tình tiết đã được phát sóng, câu chuyện chủ yếu xoay quanh cuộc gặp gỡ, quen biết và yêu nhau giữa Cố Ngụy và Lâm Chi Hiệu. Tuy có một số manh mối phụ xen kẽ nhưng không nhiều và không chiếm bất kỳ cốt truyện chính nào. Có thể thấy mạch truyện của Dư Sinh Xin Chị Giá Nhiều Hơn này quá đơn giản. Điều này cũng đủ thấy ở tỷ lệ đóng góp rating mới nhất, chỉ là chương trình có lợi thế là Dương Tử và Tiêu Chiến, hai diễn viên chính siêu được yêu thích. Như chúng ta đã biết, bộ phim đã đạt kỷ lục 500 triệu người xem vào ngày ra mắt vào ngày 15 và nó đã tăng nhanh với tốc độ hàng ngày hơn 100 triệu. Nó có thể được coi là bộ phim truyền hình lớn, thu hút nhiều sự chú ý trong năm nay. Tuy nhiên, các bạn có biết ai đang âm thầm đóng góp sau lượng xem khổng lồ này không? Theo thống kê của các nền tảng có liên quan gần đây, có thể thấy tỷ suất người xem đóng góp của bộ phim chủ yếu được chia thành 3 điểm, một là Tiêu Chiến, hai là Dương Tử, thứ ba là kịch bản phim. Trong 3 điểm đóng góp trên, tỷ lệ đóng góp của Tiêu Chiến và rating của chương trình là cao nhất, đạt 45%, trong khi tỷ lệ đóng góp của Dương Tử chỉ kém Tiêu Chiến 5% và cô đóng góp 40%, 15% còn lại là khán giả bị thu hút bởi chính kịch bản của bộ phim. Một trong những điều đáng quan tâm nhất là khoảng cách giữa tỷ lệ đóng góp của Tiêu Chiến và Dương Tử. Tại sao số lượng người hâm mộ của Dương Tử tốt hơn Tiêu Chiến một cách đáng kể nhưng tỷ lệ đóng góp lại thấp hơn 5%? Như đã biết, Dương Tử ra mắt với tư cách là một ngôi sao nhí. Quá trình tích lũy người hâm mộ đã trải qua một quá trình dài. Lượng người hâm mộ của cô ấy có một lượng khán giả đặc biệt rộng rãi, bao gồm hầu hết các nhóm tuổi và không phải tất cả những người này đều thích những bộ phim truyền hình như Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn. Vì vậy, nhiều người hoàn toàn không xem bộ phim này. Về phía fan của Tiêu Chiến thì khác, bởi vì anh ấy trở nên nổi tiếng trong trận chiến đầu tiên, lượng fan được tích lũy trong tích tắc và anh ấy đang ở giai đoạn hot, tỷ lệ ủng hộ của fan rất cao và hầu như tất cả đều được cống hiến hết mình, chứng tỏ anh ấy có tỷ lệ đóng góp cao nhất. Điều đáng tiếc là tỷ lệ đóng góp của chính chương trình. Trong các tác phẩm trước, ít có tác phẩm nào có tỷ lệ đóng góp dưới 30%, còn tác phẩm Dư Sinh Xin Chị Giáo Nhiều Hơn này thực tế chỉ đóng góp 15%. Dữ liệu như vậy rõ ràng là một chút trở ngại. Bạn nghĩ gì về điều này? Hãy comment ngay bên dưới để cùng nhau thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu như bạn thích video này thì hãy like, subscribe và nhớ bật chuông thông báo để có thể nhận được những video tiếp theo nhé.